khởi đầu chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2022, chương trình giao lưu cùng Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo VinFuture đã mang lại những chia sẻ đầy cảm xúc về những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp, về niềm đam mê khoa học, những vinh quang khi ở đỉnh cao, cũng như những gian nan vất vả và hy sinh thầm lặng của những người làm khoa học. Cuộc trò chuyện có sự tham gia của các nhà khoa học kiệt xuất hàng đầu thế giới, là thành viên các hội đồng đã đồng hành cùng VinFuture trong suốt một năm qua. Cùng cộng đồng khoa học, giới doanh nhân, các nhà quản lý chính sách hàng đầu và những sinh viên tài năng của Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu truyền cảm hứng và cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo, buổi giao lưu đã kết nối các trải nghiệm và đam mê của trí tuệ thế giới với trí tuệ Việt Nam qua các chủ đề. Toàn cầu hóa trong khoa học và công nghệ. Globalization, in my opinion, really helped to address some urgent problems for humanities, whether it's water, food, energy or technology digitalization. Hành trình của nhà khoa học nữ. You can't just ask the woman to fight the battle. The system has to engage positively with her and show her that she belongs there and has worth. Thách thức và cơ hội của các nhà khoa học ở các nước đang phát triển. Think out of the box. Think strategically about a multidisciplinary approach. What are the disciplines you're going to need? Who has that? And even if you don't have it, how do you start to build it so the time you need it, you have the critical mass from different perspectives? Thank you. Chương trình giao lưu của Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo VinFuture 2022, điểm hẹn đầy cảm xúc của khoa học công nghệ vượt qua những giới hạn.